Hello cả nhà, Văn Mạnh Long Thành Đồng Nai chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn học viên của mình là làm một tràng hoa ngôi sao nha cả nhà. Cái này kêu là tràng hoa chứ không phải cây hoa nha cả nhà. Thì nhiều khi những bạn ở xa đó thì cũng không biết mình làm bằng cách nào, thì hôm nay mình hướng dẫn học viên của mình lên để làm cái tràng hoa ngôi sao này. Thì sẵn mình quay phim để mình hướng dẫn với cả nhà, ai mà thích cái làm tràng hoa này thì có thể theo dõi nha. Thì mình thì mua mút mút đó là một tấm mút và 5 phân nha cả nhà, với lại cái tấm mút 3 phân. Cái 5 phân thì mình làm một cái nền, còn cái mút ba phân thì mình vẽ như hồi nãy gì đó, mình vẽ mình cắt cái ngôi sao 5 cánh đó. Xong rồi đầu mình gọt những cái cạnh như gì này để mình cắm hoa cho nó sẽ bị nó không có bị hở mút đó. Những cái bên cái mé ngôi sao nó sẽ hấp xuống á, để cho nó không có bị hở mút cả nhà. Thì những số hoa thì nói chung có nhiều cách để làm, ví dụ như làm bằng nhỏ hơn cũng có, còn ở Long Thành Đồng Nai này thường thường thì làm cho bên cơ quan nhà nước thì thường thường làm những cái hoa sao to theo cái mút trắng này cả nhà, chứ không phải mút nước nha. Nói chung thì để nó cũng mau héo lắm, ví dụ như ngày mai mình đi viếng thì hôm nay mình giao thì ngày mai mình viếng thì trưa mai thì viếng rồi bắt đầu chiều thì nó cũng héo rồi, nên thì mình không có làm sớm như hoa tươi được, y như mút 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 xanh được cả nhà. Thì mút mình về thì mình cắt cái vòng tròn, xong bắt đầu cái mình nẹp vô để mình cột kẽm á cho nó chắc cả nhà. Thì mình cái sắt đó thì cả nhà cứ làm sao mà cho nó có 3 chân để nó đứng là được rồi, còn cái vòng kẽm á, thì mình làm sao cho nó tròn theo ý thích của mình. Như cái dọc cái bên phải á, thì nó hơi nhỏ hơn bên trái một xíu, thì nó nhỏ hơn xíu thì mình cắt cái ngôi sao nó nhỏ hơn xíu cũng không sao vậy nha. Thì cái cách cắm thì mình cứ cắm là hoa cúc á, hoa cúc mà cho nó cái bọc mặt bông cho nó đừng có bung ra quá, nó loại cúc mà nó ngắn ngắn với mặt bông á nha cả nhà, thì nhìn nó sẽ liền hơn. Với lại là mình cắm làm sao mà bông nhỏ mình cắm ở ở mũi á, bông lớn lớn thì mình cắm ở chiều trong. Với lại là cái độ cao của nó nhô như là nhô nhô chút xíu ở giữa cái ngôi sao thì cho nó hơi nhô cao một xíu, còn ở mé thì cho nó hơi thấp hơn xíu. Thì mình cứ cắm, mình cứ canh nha hàng mình cắm thôi. Đó, học viên của mình cũng đang 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 tự làm cho nó quen nha. Thì thường thường đó là mình cắm 2 bên mé trước, để ở giữa mình cắm sau, những cái bông to to đó mình cắm ở trung tâm ở giữa. Thì mình cũng thường xuyên, hôm nay mình cũng thường xuyên lên YouTube để mình hướng dẫn cho học viên của mình cũng như là cả nhà mình, có ai mà thích về cắm hoa tươi hoặc là mâm quả cưới long phụng, hoa là cẩm cưới long phụng, thì sắp tới đây mình sẽ thường xuyên đăng lên YouTube để mình chuyển qua share trên YouTube, Facebook nè, Zalo hay là TikTok để mình đó là
cả nhà có khách kêu mình mình đi qua mình nói chuyện với khách nên nó hơi bị gián đoạn cả nhà nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha. Thì mình cũng có tạo nên cái kênh YouTube này. Thì nói chung thì lượt xem thì cũng được hơn 1.000 người đăng ký rồi. Thì nói chung là cũng rất là cảm ơn cả nhà. Sắp tới đây mình sẽ đăng thường xuyên lên cho những ai yêu về cắm hoa và làm mâm mã cưới cũng như cũng cưới lâu thuận, để có thể trao đổi học hỏi kinh nghiệm hơn. Cả nhà nhớ đăng ký để mình tạo thêm động lực cho cả nhà. Thì mình làm bên cái nghề hoa thì và dạy cắm hoa luôn nữa, nên thì cả nhà nếu mà có người quen mà bên muốn học nghề thì cứ alo mình nha. Còn nếu mà ai ở xa thì có thể muốn học qua bên YouTube này thì cứ đăng ký rồi nhắn tin cho mình để mình có thể hướng dẫn cho cả nhà. Mình cũng không có tính chi phí gì hết. Ví dụ như ai nói giờ muốn cắm bình hoa huệ hay gì đó mình sẽ đăng lên, hay là muốn cắm bình hoa để bàn hay hoa cúc truyền thống hay là gì đó thì mình sẽ đặt thường xuyên đăng lên nha cả nhà. Hôm nay mình cũng ít đăng lắm. Thì mình nói là hiện giờ mình đang hoạt động đó là còn bây giờ mình nói thêm về cái cắm lá này đi nha cả nhà. Đó thì mình cắm hoa xong bắt đầu mình đi cái lá lên, nó lớn ở hoài, ở mé hoài. Hồi đó mình nói chung mà mới đầu mình làm mình cũng không có đi cái lá ở ngoài đâu, lá lớn thì mình thấy có một bữa đó mình đi lá nhỏ không mà mình đi ba bó lá nhỏ, cái mình bữa đó mình không có lá lá nhỏ đi thiếu lá lớn, cái mình lấy lá lớn mình đi cả nhà, cái mình cảm thấy nó ok hơn cả nhà, cái bó lá lớn nó sẽ chất lượng hơn, nó sẽ cứng cáp hơn, nên là từ lúc đó thì mình sẽ đi bó lá lớn luôn, không có đi vòng hoài bó lá nhỏ nữa. Thì tổng cộng cái lá của mình thì mình xài 3 bó trong một cái kiểu hoa này cả nhà. Là cái kiểu hoa này là mình đi là một bó lá lớn, 2 bó lá nhỏ. Thì còn cái độ dài thì mình thích sao mình làm vậy thôi, cũng vừa thôi cả nhà. Nó đừng có đụng đắt là được rồi. Đó. Thì quá trình mình làm thì mình đi hoa cúc vàng trước, rồi bắt đầu là mình đi lá lá lớn, rồi mình đi lá nhỏ, rồi mình đi thêm một ít lá cho mới nằm ở mé trong cái mốt nữa, để cho nó giữ cái chân cho nó kín cả nhà. Rồi bước thứ hai là bắt đầu mình đi hoa đồng tiền, như cái bông nào đẹp thì mình đi ở mé viền ngoài, còn bông nào mà hơi tua tổ quá thì mình đi ở khoảng giữa giữa, còn bông nào mà nó nhỏ mà nó đẹp thì mình đi cặp cái mí bông cúc vàng cả nhà. Thì cái kỹ thuật mình đi thì thường mình đi ở dưới đi lên là để cho là nó chằn cái mặt trên của cái bông lại, nó không có bị rụi xuống, tại bông này nó cũng mau héo lắm, này là bông đồng tiền thật cả nhà, nên là mình sẽ đi như vậy đó cho nó không có bị rụi xuống, nếu mà có héo đi nữa nó cũng đè lại được. Còn mình đi ở trên đi xuống thì nó héo thì tất nhiên cái bông nó sẽ bị, cái cánh bông á nó sẽ bị ngã xuống nên mình đi ở dưới đi lên. Thì mình đi, nếu mà mình đi cái ô á, mình 5 cánh mình đi một ô nó khoảng là 50 bông đó, là 5 lần 525 là 250 bông bông cúc đồng tiền nha cả nhà. Thì mình mua nó trừ hao xíu cũng được. Còn bông cúc kia thì mình mua 10 bó bông cúc rồi mình làm thấy ok rồi nha cả nhà. Thì sắp tới đây thì mình sẽ thường xuyên đăng lên, cả nhà có thể đăng ký vào trang của mình để vừa ủng hộ mình vừa tạo động lực cho mình đăng lên nha cả nhà. Mình sẽ đăng những cái video đó là
nó thật là chi tiết, thật là rõ ràng, tâm sự. Đó, thì mình ở Long Thành Đồng Nai rồi, mình xin gửi lời cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe nha. Văn Mạnh Long Thành Đồng Nai chào cả nhà mình nha. Lời nói đầu tiên mình xin chúc cả nhà mình là sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý nha cả nhà. Thì đây là mẫu hoa của học viên của mình cắm, mẫu hoa sen rất là đẹp nha cả nhà. Thì còn những mẫu hoa này là mình cắm ở đám cưới, những cái bách rau. Nói chung mình làm bên nghề hoa thì hoa sự kiện đám cưới hỏi gì đó thì mình làm hết nha cả nhà, đình miều chùa rồi mình làm hết nha cả nhà, thậm chí là mình đi xa cũng đi làm được luôn cả nhà. Hoa đây là hoa chia buồn đó. Thì mình có thiết kế hai cái con rồng lên cái hai cái kệ hoa đó để cho khách hàng cả nhà nha. Thì nói chung mình đó là đào tạo về cắm hoa tươi và hoa sự kiện, hoa tâm linh, nói chung là về cái ngành hoa đó cả nhà. Thì mỗi khóa học của mình là 10 triệu là bao trọn gói cho học viên ra nghề cả nhà nha. Thì những cái hoa lớn thì học viên của mình mua hoa thêm để mình hướng dẫn, còn mình học chỉ học cái căn bản, những cái mà để mình về mình mở shop thôi, đó là cũng ok. Cái khóa học của mình khoảng 15 ngày nha cả nhà, 15 ngày cho một khóa học, thì học về để mở shop thì ok cả nhà nhé. Còn đây là học viên của mình đó, thì ví dụ như ai muốn học lâu thêm thì mình cũng không có tốn chi phí nha, tại vì để học để thực tế hơn đó thì mình chỉ tính cái phần là 10 triệu cho cái học căn bản thôi. Còn ai có thời gian thì mình cũng mở shop mà, nên mình lúc nào mình cũng có hoa để cho học viên của mình trải nghiệm thêm. Thì cái kệ hoa này thì có hai con rồng, ví dụ như nam thì mình làm hai con rồng, ví dụ như nữ thì mình làm hai con phụng, hoặc mình có đi một kệ thì mình đi một con thôi cũng không sao nha cả nhà. Đây là cái thành phẩm của mình. Còn đây là những cái mẫu mâm quả long phụng, đó là đây là cái khóa long phụng rồi cả nhà. Còn đây là cái ngày giỗ tổ 2023 mới đây, thì mình có làm hai con rồng để làm cúng ngày giỗ tổ cho tổ nghiệp của mình đây nha. Thì mình thì chuyên về làm cổng cưới mà, nên này rồng với phụng làm cổng ha, là các thứ thì nó rất là thuận tiện cho mình làm. Còn đây là những cái mẫu cổng có 5 cái dâm trống thì nó cũng rất là to, chiều dài nó khoảng 12 mét mà chiều cao nó khoảng 6 mét nha cả nhà. Cái mẫu này thì nó nhỏ hơn, chiều dài nó khoảng 8-9 mét, chiều cao nó khoảng 3 mét rưỡi, 38 nha cả nhà nha. Thì nói chung mình là dịch vụ cổng cưới làm toàn quốc cả nhà, ai kêu đâu mình sẽ làm ở đó nha, mình làm ra tới Hà Nội luôn nha, thậm chí là mình làm ra tới Ấn Độ luôn nữa. Đây là mẫu cổng lá dừa, nói chung là mình làm nó rất là nhiều mẫu, khách hàng yêu cầu mẫu nào mình làm mẫu đó nha. Thì cái mẫu rồng phụng mình thì nó có hoạt động cái cánh nè, hay là cái đầu đó, cái đó là theo yêu cầu của khách hàng. Bông hoa thì mình cũng làm theo yêu cầu của khách hàng nha cả nhà. Thì mình cũng có mở cái khóa đào tạo về cổng cưới nữa nha cả nhà nha. Còn đây là lúc mình đi sang Ấn Độ, mình làm cho đạo Phật giáo Việt Nam mình đề cử ở bên các nước bạn nha cả nhà. Đây là mình làm hai con phụng với hai con rồng ở dưới cội bồ đề cả nhà nha. Còn hai con rồng lớn thì ở ngoài cái cổng lớn của cái bên Ấn Độ. Còn đây là cái cổng rồng phụng của mình sẽ thiết kế
mình để cái bảng là lễ giỗ tổ, nhưng mà lễ tốt nghiệp khóa học nha cả nhà. Thì học viên của mình học xong thì mình sẽ làm một cái tác phẩm để học viên của mình trải nghiệm luôn nha. Còn nếu mà có thời gian nữa thì đi theo mình để mình làm nhiều cái tác phẩm cổng cưới để nó được tiện lợi cho học viên của mình học với cả nhà. Thì cái khóa học cổng thì nó cũng 10 triệu nha, thì bao gồm là tổng chi phí trái cây các kiểu, còn cái bộ sườn thì mình mua riêng nha cả nhà. Còn đây là những cái bình hoa Tết hay là những cái bục bục phát biểu, rồi bục Bác Hồ, hay là những cái bình hoa Huệ, hoa ngôi sao, là những này, những cái hoa văn để mình làm hoa chi buồn, rồi những cái cổng cưới hoa tươi, rồi những cái, nói chung là mình làm hoa tươi thì mình toàn thể hết hoa tươi, xe hoa, rồi cổng cưới. Thì mình sẽ hướng dẫn học viên là có 3 môn hoa tươi nè, rồi mâm quả cưới, rồi cổng cưới long phụng. Đây là cái tác phẩm mình làm bên Ấn Độ này cả nhà, hồi nãy mình có nhắc. Đây là những học viên của mình, đó là làm xong mình sẽ cấp một cái giấy chứng nhận. Thì nói chung cái chứng nhận đó cũng mình cũng cấp thôi, chứ cũng không phải bên nhà nước, bên cơ quan nào. Thì những cái tác phẩm, đây là những tác phẩm mình đi thi xuất tiên này cả nhà. Thì mình cũng được cái giải rất là cao, là mình cũng xin là cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ suốt thời gian qua. Thì đây là những cái mâm quả cưới, rồi những cái hoa tâm linh. Rồi thôi, Nhân Mạnh xin chào cả nhà mình nha.